Mặc dù là biến thể Omicron hiện nay cũng đã tác động mạnh mẽ đến một số các quốc gia trên thế giới bởi vì sự lây lan của nó rất nhanh và nhanh hơn rất nhiều lần so với biến chủng Delta. Tuy nhiên thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng vẫn cảnh báo Delta hiện nay vẫn là chủng trội toàn nhưng Omicron đang có xu hướng lan nhanh và kéo theo nhiều rủi ro. Do số ca nhiễm tăng nhanh nên hệ thống y tế có thể sẽ phải trở nên quá tải. Trong báo cáo tuần công bố ngày 21 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết 96% mẫu bệnh phẩm COVID-19 giải trình từ gen toàn cầu có sự hiện diện của biến chủng Delta, giảm so với tỷ lệ 99,2% của tuần trước đó. Tỷ lệ này của Omicron là 1,6%, tăng so với 0,4% của tuần trước đó. WHO cho biết Omicron đã xuất hiện ở ít nhất là 106 quốc gia. Báo cáo của WHO cho biết rằng bằng chứng gần đây cho thấy biến chủng Omicron có lợi thế tăng trưởng so với Delta và đang lây lan nhanh chóng, thậm chí cả ở những nước có tỷ lệ miễn dịch trong dân số cao. Dữ liệu ban đầu cho thấy Omicron có thể làm giảm lượng kháng thể trung hòa ở người đã tiêm vaccine và người từng mắc COVID-19, dấu hiệu cho thấy biến chủng này có thể né một phần miễn dịch.